Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm nghiên cứu gồm giáo sư Imamura Fumihiko thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Khoa học Thảm họa của Đại học Tohoku. Nhóm đã sử dụng dữ liệu phay đất gãy vỏ trái đất trong trận động đất này của cơ quan thông tin địa lý Nhật Bản và cơ quan khảo sát địa chất Mỹ để thực hiện mô phỏng về cách sóng thần di chuyển. Nhóm ước tính rằng đợt sóng đầu tiên đã đến thành phố Suzu trong vòng khoảng một phút sau khi động đất xảy ra và tới thành phố Nanao sau khoảng 2 phút. Hai thành phố này nằm trên bán đảo Noto. Nhóm nghiên cứu cho biết sóng thần cũng được cho là đã đến thành phố Toyama gần bán đảo Noto trong vòng khoảng 5 phút sau khi động đất xảy ra mô phỏng cho thấy sóng thần lan đến phía bắc và phía tây nhật bản với nhiều đợt sóng thần tiếp tục tấn công bán đảo noto trong nhiều giờ giáo sư imamura nói rằng sóng thần bắt nguồn từ ngoài khơi bờ biển nhật bản dễ bị ảnh hưởng bởi địa hình đáy biển do khu vực này nước nông ông cho biết mọi người nên sơ tán ngay lập tức khỏi các khu vực ven biển trong trường hợp xảy ra chấn động lớn vì hoạt động địa chất vẫn đang diễn ra ở khu vực noto Hiện các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất. Tuy nhiên, những nỗ lực này bị cản trở do những chấn động liên tục xảy ra. Tại một số khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó có cả khu vực Hokojiku và tỉnh Niigata, trời đang mưa. Giới chức thời tiết cảnh báo rằng mưa có thể làm tăng nguy cơ tiếp tục sạt lở đất và kêu gọi mọi người cảnh giác trước nguy cơ này. Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót giữa lúc có cảnh báo lở đất và mưa lớn sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Tất cả trường hợp thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ ở Nhật Bản đều được ghi nhận tại Ishikawa. Hơn 33.000 người phải sơ tán và khoảng 100.000 ngôi nhà không có nước sinh hoạt. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu thêm nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát giữa nhiệt độ giá rét và mưa lớn. Tuy nhiên, các con đường bị hư hại và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã gây thêm trở ngại cho nỗ lực cứu hộ. Hiện giới chức trách vẫn chưa thể đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại và thương vong sau trận động đất cách đây 3 ngày. Gần 600 cân dư chấn tiếp tục xảy ra, làm dấy lên lo ngại về lỡ đất và thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ càng trở nên khẩn cấp hơn khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, JMA đưa ra cảnh báo mưa lớn. Chính phủ cho biết hơn 31.800 người đã ở nơi trú ẩn, truyền thông Nhật Bản đưa tin hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sẽ có mưa lớn kèm theo sấm sét ở khu vực Hokuriku đến hết chiều 4 tháng 1 giờ địa phương. Ở một số nơi cấu trúc mặt đất không chắc chắn do ảnh hưởng từ động đất, thậm chí chỉ cần mưa nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy hiểm. Cảnh báo mưa lớn đã được ban bố tại thành phố Wakayama. Khu vực Siga và thị trấn Anamizu ở tỉnh Ishikawa, nơi xảy ra trận động đất hôm 1 tháng 1. Một vụ hỏa hoạn đã kéo dài 13 giờ tại một khu vực ẩm thực nổi tiếng của thành phố Yusu miền Tây Nhật Bản, nơi có nhiều quán bar và nhà hàng. Ngọn lửa được dập tắt vào rạng sáng 4 tháng 1, nhưng trước đó đã thiêu rụi nhiều tòa nhà. Theo đài NHK, đám cháy bùng phát vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng 1 giờ địa phương, gần khu ẩm thực Torimachi, Sukudokai nhộn nhịp. Các quan chức sở cứu hỏa cho biết họ đã điều động hơn 30 xe cứu hỏa. Cảnh sát cho hay họ chưa nhận được báo cáo về thương vong. Trận động đất mạnh 7,6 độ ngày đầu năm làm rung chuyển tỉnh Ishikawa và vùng lân cận tỉnh tới nay đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, theo giới chức Nhật Bản, số người tử vong có thể còn tăng cao hơn nữa trong khi lực lượng cứu hộ phải vật lộn với các cơn dư chấn và thời tiết xấu để ra soát từng đống đổ nát. Trong số những người thiệt mạng, 39 người ở thành phố mươi 23 người ở thành phố Suzu và những nạn nhân khác ở năm thành phố lân cận. Danh sách những người mất tích cũng tăng từ 15 lên hơn 50 người. Trong vài ngày qua, gần 600 trận động đất đã tấn công miền Trung Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị ứng phó thảm họa quốc gia, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ Nhật Bản đã mở một tuyến đường biển để tiếp tế viện trợ và cử một số xe tải cỡ lớn để đến các vùng xa xôi. Tại thị trấn Anamizu, tỉnh Ishikawa, cách tâm chấn vụ động đất khoảng 42 km, nhiều ô tô bị nghiền nát trong khi các tòa nhà cao tầng đổ sập. Hàng nghìn binh sĩ lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà gỗ bị sập và các tòa nhà thương mại bị đổ để tìm dấu hiệu của những người còn sống. Các chuyên gia cho biết, 72 giờ đầu tiên đặc biệt quan trọng trong công tác cứu hộ bởi khả năng sống sót sau đó trở đi sẽ giảm mạnh. Đã hơn 40 giờ trôi qua, đây là cuộc chạy đua với thời gian và tôi cảm thấy chúng ta đang ở thời điểm thèn chốt. Chúng tôi nhận được thông tin rằng vẫn còn rất nhiều người đang chờ được giải cứu bên dưới những tòa nhà bị sập. Ông Kishida cho biết, Ngoài lính cứu hỏa, các quân nhân và chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm kiếm những người mất tích, trong khi đó dự báo thời tiết. Cảnh báo sẽ có mưa lớn ở Ishikada. Đêm qua, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 4 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn diễn ra đến hết ngày 4 tháng 1 tại Ishikawa. Do vậy, có nguy cơ cao xảy ra lở đất tại đây. Cơ quan này duy trì cảnh báo sạt lở đất tại tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng đề phòng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, Nhật Bản đối mặt với tình huống rất khó khăn, song nhấn mạnh cần nỗ lực để giải cứu người còn sống. Từ quan điểm bảo vệ sinh mạng, tôi yêu cầu lực lượng chức năng nỗ lực hết sức để giải cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt trước tối nay, khi 72 giờ quan trọng của thảm họa trôi qua, ông Kishida Fumio cho hay. Vẫn còn những nơi ở vùng tâm chấn bị động đất cô lập, vẫn còn những người đang rất khó khăn thiếu nước, thiếu lương thực chính phủ nhật bản đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ trong thời gian nhanh nhất cùng với chính phủ và những người bạn nhật bản đại sứ quán việt nam tại nhật bản và những người việt nam đang sống tại nhật bản với tinh thần tương thân tương ái đang chung tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở vùng đồng đất chính trong những thời điểm này hai tiếng đồng bào càng trở nên thiêng liêng và ấm áp anh nguyễn chí thành được một người việt nam sống tại tỉnh fukui đã đến thành phố nanao khu vực tâm chấn ở tỉnh Ishikawa để hỗ trợ đồng bào là một trong những đoàn Việt Nam đầu tiên đi đến khu vực bị thiệt hại nặng. Anh được chia sẻ, đường đi vẫn rất khó khăn do nhiều tuyến đường bị sụt lở. Trong lúc lái xe đến Nanao, dư chấn vẫn xảy ra, có lúc độ lớn lên tới 5. Có những khu vực gần như bị cô lập, xe ô tô không thể vào được mà phải đi bộ vào. Những hàng hóa hỗ trợ mà nhóm anh được mang theo khá nặng và công kềnh, gồm nước, cơm ăn liền, mì tôm một trong những nhóm đầu tiên nhận được hỗ trợ từ nhóm Anh được sống trên vùng núi. Mặc dù đây là điểm an toàn để phòng tránh sóng thần, song là rất khó khăn nhận được đồ cứu trợ của chính quyền vì cách xa khu dân cư và đường xá bị hư hại. Các lao động Việt Nam cho biết, đây là tình hình chung của những người ở khu vực này kể cả những người Nhật Bản. Ngoài ra, còn một nhóm 19 bạn nữ sống ở Wakura Onsen bị cô lập do tuyến đường bộ dẫn đến đây bị đứt đôi. Cũng như những nơi khác sau động đất, nhu cầu cấp thiết nhất của người Việt là nước vì nguồn nước bị mất. Không có một cửa hàng siêu thị nào gần đó hoạt động trong hoàn cảnh hiện nay. Đừng vào nơi các em sống bị hỏng nặng hoặc nơi các em sống xa khu vực đông dân cư. Cũng với tinh thần tương trợ cộng đồng, anh Nguyễn Tuấn Ngọc sống tại tỉnh Phu Cui đã chuẩn bị sẵn sàng nước và lương thực để xuất phát đến khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi động đất. Với số lượng quà đã được chuẩn bị, anh dự kiến sẽ hỗ trợ được khoảng 100 người. Những lao động Việt Nam tại đây cho biết, họ ý thức được tình thế khó khăn mà chính quyền địa phương đang đối mặt nên cố gắng tự lực. Mọi người tập hợp thành nhóm để hỗ trợ nhau. Trong lúc khan hiếm nước sinh hoạt, tranh thủ trời mưa, các em huy động chén bát đặt dưới các ống thoát nước từ trên mái nhà để hứng nước mưa sử dụng trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ của chính quyền và các nhóm tình nguyện. Anh Ngô Tùng, một thực tập sinh Việt Nam tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, đã cùng hai người bạn đã đến hỗ trợ những người Việt tại thành phố Nanao, tâm chấn của trận động đất. Anh cho biết, mặc dù Kanazawa chỉ cách Nanao chưa đến 70 km, song anh và hai người bạn phải lái xe vài tiếng đồng hồ do đường xá bị hư hại khá nhiều. Nhóm của anh đã hỗ trợ được 6 người Việt ở Nanao, chủ yếu là hỗ trợ nước phục vụ ăn uống vì đây là nhu cầu cấp thiết nhất vào thời điểm hiện nay. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu sau cuộc họp lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp. Đã hơn 40 giờ trôi qua, kể từ lúc xảy ra thảm họa, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin về người dân cần được cứu hộ và những người đang chờ được hỗ trợ. Ông cho biết thêm, số lượng binh sĩ được cử đến khu vực này đã tăng gấp đôi và nhiều chó cứu hộ đã được triển khai. Trên khắp tỉnh Ishikawa, ở đảo chính Honsu, còi báo động vang lên khi các phương tiện cấp cứu cố gắng di chuyển trên những con đường bị chặn bởi đá và cây đổ bán đảo Noto bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Trong đó, thành phố Wajima và Suzu giống như vùng chiến sự với những con đường đầy bùn, những ngôi nhà bị sang phẳng và thuyền bị chìm. Chính quyền khu vực xác nhận 73 người đã tử vong trong trận động đất và gần 400 người bị thương, nhưng số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng. Thị trưởng thành phố Masuhiro Izumiza cho biết hầu như không còn ngôi nhà nào còn tồn tại tại một thị trấn ở Suzu hơn 33.400 người đang cư trú tại cơ sở trú ẩn và ít nhất 200 tòa nhà đã bị sập do động đất. Cơ quan tiện ích địa phương cho biết khoảng 30.000 hộ gia đình vẫn không có điện ở tỉnh Ishikawa và hơn 110.000 hộ không có nước sinh hoạt. Chính quyền khu vực xác nhận rất nhiều thực phẩm và nguồn cung cấp khẩn cấp đã được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhưng việc giao hàng đến người dân đang bị cản trở do điều kiện đường xá. Hiện chính quyền Nhật Bản đang gấp rút viện trợ cho những người sống sót phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng và dự báo sẽ có mưa lớn vào cuối ngày. Giới chức Nhật Bản đã xác nhận 73 người tử vong khiến trận động đất này trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Nhật Bản kể từ ít nhất là năm 2016. Trận động đất mạnh 7,6 độ đã tấn công bán đảo Noto vào chiều ngày 1 tháng 1 theo giờ địa phương, sang bằng nhà cửa và cắt đứt nguồn viện trợ cho các khu vực vùng sâu, vùng xa. Dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực bị động đất làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra lở đất, có thể cản trở thêm nỗ lực giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp. Toàn bộ mức độ thiệt hại và thương vong vẫn chưa rõ ràng hai ngày sau trận đồng đất. Nhật Bản đang hứng chịu hàng trăm trận đồng đất mỗi năm và hầu hết không gây thiệt hại gì với các quy định xây dựng nghiêm ngặt được áp dụng trong hơn 4 thập kỷ ở nước này. Các trận động đất đã tấn công vùng Noto với cường độ và tần suất ngày càng tăng trong 5 năm qua. Những trận động đất nhỏ hơn tiếp tục tấn công bán đảo Noto. Trận động đất mạnh, được Cơ quan Thời tiết Nhật Bản đo ở mức 7,6 độ, là một trong hơn 400 trận động đất làm trung chuyển khu vực này tình hình này. Chấn động chính đã gây ra những đợt sóng cao ít nhất 1,2 mét ở thành phố Quashima, và một loạt đợt sóng nhỏ hơn được báo cáo ở những nơi khác. Thiệt hại nhỏ đã được báo cáo tại một số nhà máy điện hạt nhân dọc theo bờ biển Nhật Bản sau trận động đất và dư chấn hôm 1 tháng 1, bao gồm rò rỉ nước dùng để làm mát nhiên liệu hạt nhân và việc cắt điện một phần tại một nhà máy. Nhật Bản chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi trận động đất mạnh 9 độ dưới đáy biển vào năm 2011, gây ra sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích làm ngập nhà máy nguyên tử Fukushima, dẫn đến một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Số người chết vì trận động đất lớn tấn công Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã tăng lên 64 người. Được biết, trận động đất 7,5 độ Richter tấn công và bán đảo Noto tại Nhật Bản đã kéo theo sóng thần, sang bằng nhiều nhà cửa và phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phá hủy đường xá cũng như các phương tiện liên lạc Trận động đất xảy ra tại Nhật Bản không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người sống sót. Ngay sau khi động đất xảy ra, chính phủ Nhật Bản đã lập tức gấp rút triển khai công tác cứu hộ và viện trợ cho những người sống sót. Tuy nhiên, đường xá bị cắt đứt, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, những người sinh sống tại khu vực gần tâm chấn cũng phải đối diện với nhiều khó khăn khi các vật phẩm thiết yếu đang cạn dần, phải tạm sinh sống trong điều kiện thiếu thốn vào thời điểm thời tiết mưa lạnh. Shigeru Sakuguchi, thị trưởng thành phố Quatrima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất cho biết ông rất biết ơn những nỗ lực của chính phủ, nhưng cho đến nay khu vực này mới chỉ nhận được 2.000 bữa ăn, dù có tới 10.000 người sơ tán. Một số người rất lạnh vì có những khu vực không có điện và do đó không được sưởi ấm, ông nói. Đồng thời cho biết một số khu vực bên ngoài trung tâm thành phố chỉ có thể được tiếp cận bằng trực thăng. Mitsuru Kida, 74 tuổi, một người sống sót sau trận động đất ở thành phố Quajima, lo ngại rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một quá trình tốn nhiều thời gian. Ở trong trung tâm sơ tán tạm thời, Mitsuru Kida cho hay, điều kiện đường xá thật tồi tệ, đây là lần đầu tiên đường xá bị hư hỏng nặng nề như vậy. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người vẫn chưa lấy lại được năng lượng để có thể vực dậy vào lúc này. Theo tỉnh Ishikawa, đã có hơn 33.000 người phải sơ tán khỏi nhà vào một số khu vực không có nước, điện, và tín hiệu không ổn định. Thị trưởng của các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất yêu cầu chính phủ nhanh chóng dọn đường và cung cấp viện trợ tại cuộc họp thảm hòa khẩn cấp khu vực được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 1. Masuhiro Izumiza, thị trưởng thị trấn Suzu, nơi có khoảng 13.000 người dân sinh sống, cho biết ngay cả những người thoát chết trong gan tất cũng không thể sống sót nếu không có thức ăn và nước uống. Chúng tôi chưa nhận được một ổ bánh mì nào. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tại cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc họp ứng phó thảm họa quốc gia, đã hơn 40 giờ kể từ trận động đất đầu tiên. Đây là cuộc chiến chống lại thời gian và tôi tin rằng bây giờ là thời điểm quan trọng trong trận chiến đó. Ông Kishida cho biết, chính phủ đã gấp rút mở một tuyến đường biển để cung cấp viện trợ và một số xe tải lớn hơn, hiện có thể đến được một số khu vực xa xôi hơn cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất mới mạnh 5,5 độ Richter xảy ra ở khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc khoảng 11 giờ địa phương sáng nay. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km và dự kiến sẽ không gây ra sóng thần. Cùng thời điểm, động đất đo được ở thành phố Wajima là cấp 5 và các thành phố khác trực thuộc tỉnh Ishikawa, gồm Nanao, Nakanoto, Anamizu và Noto là cấp 4 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Cường độ 5,5 trong thang Sindo của JMA là cấp độ nhỏ hơn so với trận động đất ngày 1 tháng 1 vốn được ghi nhận ở cấp 7 theo thang Sindo và 7,6 độ theo thang Richter. Với cường độ 5,5, trận động đất này đủ làm rung chuyển mạnh làm đổ vỡ nhiều đồ gia dụng bao gồm các vật nặng như tủ kệ trong nhà. Cơ quan khí tượng không đề cập liệu có tổn thất về người và của trong sự cố mới hay không. Trong khi đó, các quan chức thống kê ít nhất 64 người đã thiệt mạng vì trận động đất chiều ngày 1 tháng 1. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo về khả năng xảy ra lở đất tại tỉnh Ishikawa do mưa dự báo kéo dài tới ngày 4 tháng 1. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF dự kiến sẽ sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến những nơi bị cô lập. Nhà chức trách vẫn đang gấp rút thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại tỉnh Ishikawa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Tính đến sáng ngày 3 tháng 1, một số ngôi làng vẫn bị cô lập và hàng chục nghìn người vẫn trong tình trạng bị cắt điện do động đất đã phá hủy cơ sở hạ tầng và gây thảm họa thiêu dụi nhiều công trình. Chính quyền địa phương đã đề nghị chính quyền trung ương cử thêm nhân viên SDF hỗ trợ thực hiện sứ mệnh cứu trợ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số thành viên SDF tới khu vực động đất từ mức 1.000 người hiện nay lên 2.000 người nhà chức trách đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân động đất sau khi nhận được thông tin về một số người bị trôn sống hoặc mắc kẹt dưới những ngôi nhà bị sập ở tỉnh Ishikawa. Theo đánh giá từ Hội đồng các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản, vết đứt gãy địa chất do trận động đất này gây ra có thể kéo dài khoảng 150 km dưới bán đảo Noto và các hoạt động địa chấn liên quan có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian này. Dự kiến số người thiệt mạng do động đất sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận. Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành nhưng gặp không ít khó khăn do tình trạng đổ nát tại hiện trường, cũng như nhiều tuyến đường bị phong tỏa dẫn đến khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định tinh thần đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Thủ tướng Anh cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản và luôn theo dõi sát sao tình hình. Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ đau buồn đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất và mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra. Tổng thống Philippines cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất và khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải đối mặt. Lãnh đạo các nước châu Á cùng nhiều nước khác ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đã đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1. Nhật Bản ngày 1 tháng 1 hứng chịu 155 trận động đất trên toàn quốc, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó mạnh nhất là trận 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa, trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản và các chuyên gia toàn cầu vẫn đang phân tích dữ liệu thì một số cư dân mạng đã đăng tải các đoạn clip ghi lại các hiện tượng lạ xảy ra ngay trước trận động đất. Từ đoạn clip được một cư dân mạng Nhật Bản đăng tải trên Twitter X, có thể thấy một luồng sáng trắng xuyên qua bầu trời với tốc độ rất nhanh, thậm chí một cư dân mạng khác còn chụp được ảnh hai vật thể nghi là thiên thạch lần lượt bay ngang qua bầu trời ngoài ra nhiều người còn chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khi hàng nghìn con chim tụ tập trên bầu trời và bay đi tập thể như những đợt sóng điều này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận rằng động vật có thể dự đoán được động đất hoặc những thảm họa thiên nhiên lớn bên cạnh đó trận động đất này diễn ra đúng ngày đầu năm mới khiến nhiều người nhớ đến lời tiên tri của bà vanga một nhà tiên tri mù người bungary nổi tiếng với những lời tiên tri chính xác về nhiều sự kiện lớn trên thế giới theo lời tiên tri của bà Vanga, năm 2024 sẽ là một năm đầy biến động với nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra và gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, trong đó có một trận động đất lớn ở khu vực vành đai Thái Bình Dương. Có thể thấy, lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm ngay trong ngày đầu năm 2024 bởi Nhật Bản là một trong số những quốc gia nằm trong khu vực vành đai Thái Bình Dương. Việc lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm một lần nữa đã khiến nhiều người lo ngại về những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra trong tương lai. Hiện các cơ quan liên quan của Nhật Bản chưa phản hồi về vấn đề này. Trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản, chiều 1 tháng 1, với cường độ lên đến 7,6 độ, tương đương cấp 7, cấp cao nhất trong thang đo của Nhật Bản. Vào thời điểm xảy ra động đất, nhiều gia đình đang tụ tập mừng năm mới, trong khi nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa. Nobuko Sugimori, một cư dân 74 tuổi ở thành phố Nanao, Ishikawa nói rằng bà chưa bao giờ trải qua một trận động đất như vậy trước đây. Tôi đã cố giữ chiếc TV để nó không bị đổ, nhưng tôi thậm chí không thể đứng vững. Bà Sugimori cho biết, ngôi nhà của bà có một vết nứt lớn ở bức tường phía trước và đồ đạc vương vải khắp bên trong. Bên kia đường, một chiếc xe hơi bị đè bẹp dưới một tòa nhà bị sập. Ông Sugu Mihara, 73 tuổi, nói khi xếp hàng cùng hàng trăm người khác để lấy nước ở thị trấn Sika, đó là trận động đất mạnh, thật là một cách khủng khiếp để bắt đầu một năm mới. Không chỉ là một mớ hỗn độn, bức tường đã sụp đổ và có thể nhìn xuyên qua phòng bên cạnh. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể sống ở đây nữa, bị kỳ. Cô bà Yashi, một cư dân Ishikawa vừa nói vừa quét quanh nhà Cô cho biết ngôi nhà này cũng từng bị hư hại trong trận động đất năm 2007. Nằm trên vành đai lửa gồm các núi lửa và rảnh đại dương, Nhật Bản là nơi xảy ra khoảng 20% số trận động đất có cường độ từ 6 độ trở lên trên thế giới. Mỗi năm, Nhật Bản ghi nhận tới 2.000 trận động đất mà người dân có thể cảm nhận được. Giới chức Nhật Bản đang gấp rút đánh giá thiệt hại trong bối cảnh các dư chấn liên tục. Những đống đổ nát và đường xá bị hư hỏng làm cản trở quá trình cứu hộ. Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần cấp độ cao. Cơ quan khí tượng dự đoán rằng những đợt sóng cao tới 5 mét có thể ập tới, nhưng đến 10 giờ sáng 2 tháng 1, mọi cảnh báo và khuyến cáo đã được dỡ bỏ. Đợt sóng thần cao nhất được ghi nhận cao hơn 1,2 mét tại cảng Wajima ở Ishikawa. Đoạn video do đài truyền hình NHK ghi lại sáng 2 tháng 1 cho thấy một tòa nhà 7 tầng bị đổ nghiêng và khói bốc lên từ khu vực trung tâm Quajima, tỉnh Ishikawa sau đám cháy lớn bùng phát một ngày trước đó. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho biết đám cháy đã nhấn chìm hơn 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm Quajima, nhưng khả năng đám cháy tiếp tục lan rộng là rất nhỏ. Cơ quan khí tượng cho biết hôm thứ Ba rằng Mặc dù sóng không mạnh hơn, nhưng mực nước biển vẫn thay đổi, khuyến khích người dân ở những khu vực từng có cảnh báo sóng thần, hạn chế làm việc trên biển. Tại tỉnh Ishikawa, 15 người được xác nhận đã thiệt mạng ở Quashima. 25 ngôi nhà được cho là đã sụp đổ, ít nhất 14 địa điểm có thể sẽ có người bị chuông vùi dưới đống đổ nát. Trong khi lo ngại về một trận sóng thần lớn, gợi nhớ đến những đợt sóng chết người tấn công bờ biển phía đông bắc Nhật Bản sau thảm họa đồng đất vào tháng 3 năm 2011 không thành hiện thực, thì trận động đất mới nhất vẫn gây ra thiệt hại trên diện rộng. Số người chết có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thành lập một nhóm đặc nhiệm chung và cử 10.000 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu trợ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sáng thứ Ba cho biết, chính phủ đã thành lập trụ sở ứng phó thảm họa khẩn cấp ở Ishikawa để đánh giá tình hình và đưa ra phương án hỗ trợ. Thời gian càng trôi đi, tác động của thảm họa càng trở nên rõ ràng hơn. Việc cứu sống các nạn nhân là cuộc chạy đua với thời gian, ông Kishida nói. Kể từ trận động đất đầu tiên lúc 16 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 ở Ishikawa, đến 6 giờ ngày 2 tháng 1 đã có hơn 129 dư chấn cấp 2 trở lên được báo cáo. Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng các trận động đất mạnh tới cấp 7 có thể xảy ra ở khu vực này một lần nữa trong tuần tới, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác khoảng 32.900 hộ gia đình ở tỉnh Ishikawa và 330 hộ gia đình ở tỉnh Niigata bị mất điện. Một số khu vực thuộc Ishikawa, Toyama, Fukui và Nagano bị cắt nguồn cung cấp nước. 16 cơ sở y tế ở Ishikawa, 2 ở Niigata và 1 ở Toyama đang bị mất điện và nước. Theo cơ quan khí tượng, bán đảo Noto dự kiến sẽ có mưa từ đêm thứ ba đến thứ năm. Cơ quan này cảnh báo rằng ngay cả một lượng mưa nhỏ cũng có thể dẫn đến lở đất. Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản cho biết, hệ thống khảo sát trắc địa của nước này đã ghi nhận sự dịch chuyển vị trí đáng kể khi một trạm tham chiếu ở Kawashima bị dịch chuyển 1,3 m về phía tây. Số lượng các trận động đất ở khu vực bán đảo Noto đã tăng đều đặn kể từ năm 2018. Một báo cáo của chính phủ Nhật Bản cho biết vào năm ngoái, Ngoài việc khiến hàng chục nghìn người dân ven biển phải sơ tán, trận động đất cũng ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông quốc gia và khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Một số tuyến tàu cao tốc đã dừng hoạt động và các chuyến bay trong khu vực đã bị hủy, khoảng 500 người bị mắc kẹt tại sân bay Noto khi đường vào bị chặn và đường băng đầy vết nứt. Một trận động đất cấp 7 được mô tả là khiến mọi người không thể đứng vững, trận động đất Cấp 7 gần nhất được ghi nhận là vào năm 2018 tại Hokkaido. Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản, chiều ngày 1 tháng 1, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất tại tỉnh miền Trung Ishikawa và nhiều tỉnh lân cận. Ông Phan Tiến Hoàng, bí thư thứ nhất, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại đại sứ quán Việt Nam cho biết sau khi trận động đất xảy ra, ban đã lập tức liên hệ với chính quyền những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai có lao động Việt Nam làm việc. Bộ phận lãnh sự của đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện cũng đang liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng động đất để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt tại các khu vực này, sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Theo thông tin ban đầu, một số nhà dưỡng lão ở tỉnh Niigata có thực tập sinh Việt Nam làm việc đã được sơ tán lên vùng cao lánh nạn để đề phòng nguy cơ sóng thần. Ngoài ra, Ban Quản lý Lao động Việt Nam đang xác nhận thông tin liên quan đến lao động người Việt tại các khu vực khác, trong đó đặc biệt là tỉnh Ishikawa, nơi có nguy cơ sóng thần cao nhất. Trận động đất chiều ngày 1 tháng 1 đã làm dung chuyển một khu vực rộng lớn dọc bờ biển Nhật Bản, kèm theo cảnh báo sóng thần nguy hiểm tại tỉnh miền trung Ishikawa. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy nhiều vết nứt gãy lớn xuất hiện tại địa phương Wajima, tỉnh Ishikawa. Hiện nhóm công tác đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để tìm hiểu thông tin về tình hình người Việt tại các khu vực đó, đồng thời sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân cho người Việt trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo, nhóm công tác của sứ quán vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đầu mối phụ trách cộng đồng người Việt tại các địa phương bị động đất. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng phát thông báo trên website chính thức thông tin về động đất, đề nghị công dân Việt Nam sinh sống tại các khu vực bị động đất, tuân thủ các biện pháp cảnh báo của phía Nhật Bản và nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn theo yêu cầu của nhà chức trách. Nhà chức trách Nhật Bản trưa 2 tháng 1 xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm trung chuyển bán đảo Noto thuộc tỉnh Isakawa và các khu vực duyên hải ở miền trung nước này trong ngày đầu tiên của năm mới 2024. Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 2 tháng 1 thông báo sẽ hủy bỏ sự kiện Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu năm mới. Trong khi đó, Thủ tướng Fumio Kishida cũng hoãn chuyến thăm đến đền Ise nhân dịp đầu năm mới, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 1 tới. Theo giới chức địa phương, trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 độ Richter cùng hơn 155 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn, tại thành phố Quatrima thuộc tỉnh Sikawa. Đài truyền hình NHK cho biết sân bay Noto đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt vỡ và các ảnh hưởng nghiêm trọng khác đối với khu vực nhà ga. Nhiều hệ thống đường xá bị phá hủy. Theo trang web của Điện lực Hokuriku, gần 33.000 hộ gia đình vẫn không có điện ở tỉnh Ishikawa vào sáng sớm 2 tháng 1. Hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu Shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động ít nhất 30 tòa nhà bị sập ở Kwajima, một thị trấn với khoảng 30.000 dân nổi tiếng với đồ sơn mài và lửa đã nhấn chìm một số tòa nhà. Trong đông đất cũng làm trung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo, cách Kwajima khoảng 500 km ở bờ biển đối diện. Ngoài ra, loạt trận động đất trên cũng gây ra thương tích về người và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Nikata, Toyama, Fukui và Gifu lân cận. Cơ quan Giao thông Vận tải Nhật Bản xác nhận một trong những sân bay của tỉnh Ishikawa đã buộc phải đóng cửa do xuất hiện các vết nứt trên đường băng. Các máy bay, bay của hãng hàng không Nhật Bản ANA đã quay trở lại các sân bay ở thành phố Toyama và tỉnh Ishikawa, trong khi Japan Airlines hủy hầu hết các chuyến bay đến khu vực thành phố Niigata và tỉnh Ishikawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, Chấn tiêu của trận động đất ban đầu cách Iwajima khoảng 30 km về phía đông, đông bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Cơn địa chấn này được xác định ở mức cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Lần gần nhất trước đó, Nhật Bản từng chứng kiến động đất mạnh nhất như vậy là vào cuối năm 2018 tại Hokkaido. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Isakawa, miền trung Nhật Bản, khiến người dân ở một số khu vực ven biển phải tháo chạy lên vùng đất cao hơn khi sóng thần cao khoảng 1,2 mét tấn công bờ biển phía tây đất nước. Đài truyền hình NHK đưa tin 13 trường hợp tử vong được ghi nhận tại thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề. Washima gần tâm chấn trận động đất. Trong khi ở khu vực Suzu gần đó, một số bác sĩ không thể đến được bệnh viện Nơi đang phải dùng máy phát điện dự phòng, nhà chức trách địa phương đã điều động khoảng 1.000 quân nhân đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto xa xôi. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ bị cản trở do đường xá bị hư hỏng và tắt nghẽn. Một trong các sân bay ở khu vực đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt, nhiều dịch vụ đường sắt và các chuyến bay tới khu vực thiên tai cũng bị đình chỉ. Tại một cuộc họp khẩn của chính phủ về thảm họa được phát sóng trên truyền hình hôm nay 2 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, việc tìm kiếm và giải cứu những người chịu ảnh hưởng của động đất là một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta phải cứu họ càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người bị mắc kẹt dưới các công trình bị đổ sập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nước này sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Nhật Bản sau trận động đất là những đồng minh thân cận Mỹ và Nhật Bản chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, bền chặt, gắn kết các dân tộc chúng ta. Suy nghĩ của chúng tôi hiện hướng về người dân Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này, ông Biden nói. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hơn 90 cơn địa chấn nữa đã xảy ra kể từ sau trận động đất đầu tiên hôm 1 tháng 1. Cơ quan này cảnh báo những cơn trung lắc mạnh hơn có thể xuất hiện trong những ngày tới. Tại thành phố Toyama, cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khoảng 100 km, một số kệ hàng trong các cửa hàng tiện lợi trống rỗng vì thảm họa làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa khắp khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản thống kê, 4 đường cao tốc, 2 dịch vụ đường sắt cao tốc, 34 tuyến tàu hỏa và 16 tuyến phà đã phải tạm dừng hoạt động, 38 chuyến bay bị hủy kể từ khi bắt đầu động đất. Chính phủ Nhật Bản cho biết tính đến tối 1 tháng 1, họ đã ra lệnh sơ tán hơn 97.000 người ở 9 quận trên bờ biển phía tây của đảo Honshu. Người dân đã qua đêm trong các phòng thể thao và các phòng tập thể dục của trường học, những địa điểm thường được sử dụng làm trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Theo trang web của công ty điện lực Hokuriku, đến sáng ngày 2 tháng 1, gần 33.000 hộ gia đình hiện vẫn không có điện vì thiên tai. NHK đưa tin. Hầu hết các khu vực ở phía bắc bán đảo Noto cũng bị cắt đứt nguồn cung cấp nước sạch. Cơ quan nội chính hoàng gia thông báo hủy bỏ buổi lễ mừng năm mới vào ngày 2 tháng 1 của Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako sau thảm họa.